thị hiện bồ tát trang nghiêm rộng lớn phóng lưới đại quang minh chấn động tất cả mười phương thế giới phá tan tất cả các cung điện ma tiêu diệt tất cả khổ các đường ác hiển hiện tất cả oai đức của như lai ca ngâm khen ngợi pháp vô lượng công đức khác biệt của như lai khắp mưa xuống tất cả các thứ mưa thị hiện vô lượng thân khác nhau lãnh thọ vô lượng các phật pháp nhờ thần lực của Phật đều nói như vậy lành thay Phật tử ngài có thể nói pháp không thể hoại của Như Lai này Phật tử chúng tôi tất cả đều danh hiệu là phổ hiền đều từ thế giới phổ quang minh chỗ Như Lai phổ tràng tự tại mà đến nơi này tất cả những nơi đó cũng đều nói pháp này cũng câu văn như vậy nghĩa lý như vậy tuyên nói như vậy quyết định như vậy đều giống như ở đây chẳng thêm chẳng bớt chúng tôi đều nhờ thần lực của phật nhờ đắc được pháp như lai mà đến chỗ này để chứng minh cho ngài mười phương hư không khắp pháp giới tất cả thế giới các bốn thiên hạ cũng đều như vậy bấy giờ bồ tát phổ hiền nương thần lực của phật quán sát tất cả bồ tát đại chúng muốn thuật rõ lại oai đức rộng lớn của như lai xuất hiện tránh pháp không thể trở ngại phá hoại của như lai vô lượng căn lành thảy đều chẳng luống qua chư phật ra đời đều đầy đủ tất cả pháp tối thắng kéo quán sát tâm các chúng sinh tùy thời thuyết pháp chưa từng lỗi thời, sinh ra vô lượng pháp quang của các Bồ Tát, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm, tất cả như lai một thân không khác, từ đại hạnh thủa xưa sinh ra mà nói kệ rằng. Tất cả những gì như lai làm, ví dụ thế gian không bằng được, vì khiến chúng sinh được ngộ hiểu, chẳng dụ mà dụ để hiển bày, pháp vi mật thâm sâu như vậy, trăm ngàn vạn kiếp khó nghe được, người tinh tấn trí họa điều phục mới nghe được nghĩa thâm mật này. Nếu nghe Pháp này sinh vui mừng, họ từng cúng dường vô lượng Phật, được Phật gia trì và nhiếp thọ, trời người khen ngợi thường cúng dường. Đây là thế gian đệ nhất tài, đây hay cứu độ các quần sinh, đây hay sinh ra đạo thanh tịnh, các ngài nên trì đừng phóng giật.